Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với video này em ơi. Lần này thì trong ngày năm động này có sự thay đổi khá là lớn anh em ạ. Một cặp vô danh, một tuần nha năm. Hiện tại đây nè, một cặp vô danh. Đó. Rồi sẽ đi kèm với món hồng kỳ môn phái năm động, đào, áo. Rồi dây chuyền. Rồi đai lưng. Rồi có cái đao nữa mà Khải không cầm anh em ơi. Tại vì cầm đâm này thì lượng nhân họ thấp quá. Khải nghiên cứu. Nếu cầm đầm này thì Khải sẽ mang một món khăn họ vào. Tại vì lượng khăn họ lúc nãy test rồi, có 55 khăn họ thì hơi thấp. Còn đầm này thì mang đao tóc bên sau 100, nó vừa có hiệu ứng tóc với lại vừa có khăn họ nữa nè. Khăn họ được 75. Chứ nếu không khăn họ dở chó lắm. Anh em đang xem thì cho Khải một like sẽ chia sẻ chơi nha năm ơi. Trời ơi, má khủng quá. Quá cơ cố. Đồ trắng phái 36 cấp. Hôm nay mới được thôi nè. Tại vì lên cặp vô danh đó. Một tay khá là ngon luôn. 29 điểm skin 9x vãi rồi. Trong đầu này quá bá nè mọi. Chỉ nói chung tầm này thua kỳ hợp không thua ai hết mà. Thua kỳ hợp với gọi cao lắm mà. Con ngày mấy con ngày 10 VIP thì mới thua, còn lại đánh được tốt nè. Rồi chuẩn bị vô trận đầu tiên nè mọi. Anh em đang xem, anh em thích mà những video BK liên đấu năm động như thế này thì cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Này đang đánh năm động nè. Đó. Trời ơi, đây. Phi phong kỹ năng một cấp nè. Nhẫn một cấp này, một cấp này. Kèm với càng khôn hai cấp, rồi kèm thêm một cái băng một cấp nữa. Ôi, sống kiểu này quá chất. Quá chất lượng. Cho 14. Quá xèo. Vãi lưng. À này, hai một cuốn, lại hai một cuốn nữa, quá đẹp. Tự chết luôn. Xin lỗi đời quá đen. Ok tiếp tục trận sau anh em ơi. Hàng cuốn gặp bán lần rồi. Đen quá. Anh này cái còn lon. Cái trước thì xong rồi nè. Anh này còn lon. Anh chuyển hết đồ của anh. Muốn cái lon. Chuyển hết đồ qua. Đồ hàng cuốn quá. Cơ cố. Đồ hàng cuốn nè. Còn lon đao. Đồ này nói chung là full set vô áo. Kèm với bao tay xương tinh mát. Án xương tinh mát. Đao xương tinh mát. Rồi đại lưng xương tinh. Nhẫn kỹ năng vụ áo rồi không nói. Xếp vụ áo. Ok anh em ơi, nãy giờ thì Khải có suy nghĩ thì Khải đã sau khi mang cái cặp này á thì lúc nãy là Khải mang nón phòng thủ, giày phòng thủ, thì bây giờ Khải bỏ giày phòng thủ đi, Khải mang cái đao để lấy đao luôn như này mày, tại Khải mang đao hồng kỳ môn phái là lấy đao luôn đó. Hiện tại cái này là 1, 2, 3, 4, 5 hồng kỳ môn phái nè, kèm với cặp vũ nhân, kèm với cặp nhẫn vô danh. Nói chung tầm này nói thiệt anh em chỉ sợ là thiếu lâm khủng thôi, còn lại là bình thường là cân hết nè, sợ thiếu lâm khủng còn lại có thể cân hết. Trời ơi, hôm trước lượt tay cái 5k3. Giờ lượt tay 9k7, 9k8 anh em có nghĩ đi. Lượt tay cỡ này chém thì có chết người không anh em. Gấp đôi lượt tay. Trời ơi, lần cái móc đặc sắc. Gấp đôi lượt tay. Đó, 29 kỹ năng, 29 kỹ năng 9x. Quá dữ. Quá đẹp anh em ơi. Đẹp này thiệt, tầm này mới sớm kẹp vô danh hai mấy kim hơn triệu mấy, quá đẹp anh em. Quá đẹp luôn. Ok, chuẩn bị tiếp tục trận thứ hai, Khải sẽ quay cho anh em xem nha. Anh em xem mà đừng quên ủng hộ một like chia sẻ chơi nè mày. Rồi, chuẩn bị. Hôm trước là Khải mang đao thủy rồi nè, đỡ lấy tóc, đỡ đam, đam từ từ rút độc. Nhưng mà tầm này thì không phải từ từ nữa, lần này là kết thúc nhanh luôn nè. Kết thúc nhanh luôn. Máu thì 8k là được lấy rồi. Lượt tay gần 10k. Rồi, 9k9, 9k7, 9k8, quá đẹp rồi. Nè, đôi giày mới bỏ vô nè. Đó. Rồi. Trận sau, tiếp tục trận mới. Ok, tiếp tục anh em ơi. Lực tay 10k.
Xem nói tiếng gì chạy đâu, chạy đâu, hai đau phun vô hai đau hoang đúng kỳ họ là vãi nhìn đâu nhìn vãi rồi được hai con lô này mày. Hôm nay có vẻ khá là may mắn nè mày, hôm nay có vẻ khá là may mắn nè mày, chuẩn bị đồ đạc các kiểu mà chưa gặp ai nữa bờ ca thực sự hết. Thiếu Lâm thì mình chưa dám chắc, nhưng mà nếu có cơ hội thì tính tiếp thôi. Đã đang cho anh em xem sơ top 10 nha, hiện tại ạc này vẫn đang rất rất có cơ hội lên top 1 nha mọi người. Cho anh em nhìn sơ qua top 1 lên top 10, ạc này đang rất rất có cơ hội lên top 1 nha. Hiện tại top 1 là tháng 39 thua 9, 48 trận tháng 39 thua 9. Top 1 là thua 9 rồi, top 2 thua 11, đó, tháng 37 thua 11. Top 3, top 3 thì tháng 34 thua 14. Top 4, tháng 29 thua 19. Top 5, 28, tháng 28 thua 20. Những người này đi đủ 48 trận rồi nha anh em, tại vì lần đó chỉ có 48 trận thôi. Top 6, 28 thua 20. Top 7, 27 thua 18. Top 8, 27 thua 21. Top 9 là ạc này, 27 thua 5. Đó. Còn 16 trận nữa thôi nè, 16 trận nữa thôi nè. Cố gắng, cố gắng. Đang top 9. Đây, 26 thua 10. Chung là cả 27 trận rồi. Còn 2 trận trong ngày hôm nay nữa sẽ cố gắng lên 29. Nếu lên được 29 thì Khai sẽ lên được hàng 4. Hàng 4 ta. Nếu hôm nay thắng thêm 2 trận thì lên hàng 4. Ok, thắng 2 trận là lên hạng 4 nha mọi người. Sẽ vượt top của ông Thơ Anh này nha. Nếu mà thắng 2 trận nữa sẽ lên hạng 4 nha mọi người. Anh em cùng chờ đợi xem thử, cố gắng thử được thắng 2 trận nữa nha mọi người. Tại là đã 27 nè, 27 thua 5. Nếu 2 trận là lên hạng 4 nha mọi người. Ok, cố lên. Đây anh em xem là sẽ đồ của anh em đọc quá đẹp anh em ơi. Anh Cún đầu tư nè, cặp nhẫn vô danh này hợp lý quá nè. Trời ơi, cặp nhẫn vô danh. Rồi gia truyền thì anh em trong bang đầu tư. Những món này là của ảnh, bao tay minh ảo, áo minh ảo, đai lưng, đao, ngọc bội, đó, nón thủ lý. Lúc nãy là giày thủ lý nhưng mà Khải bỏ, Khải mang giày kháng hỏa nè, tại vì kháng hỏa lúc nãy có 55 là hơi yếu. Mang đôi giày tầm này là đẹp chuẩn luôn em ơi, 75 cộng 5 phòng thủ rồi, quá đẹp rồi. Anh em đang xem nhớ cho một like, chia sẻ, ủng hộ video này cũng như là Khải cam bạc này, BK giao tranh ủng hộ chơi nha anh em. Đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ Khải nha. Lâu lắm rồi mới cam lạc năm đọc anh em ơi. Mùa trước thì Khải cầm Thiếu Lâm cũng như là mùa trước là 33 thì cũng top 1 rồi. Mùa với anh AK, Phong Ca, anh Phong Ca với lại anh Tâm Thánh. Còn mùa vừa rồi thì Khải với anh Phong Ca cũng top 1. Không biết mùa này nó top 1 không nha mọi người. Hiện tại Khải đang cầm bạc năm đọc của anh Cuốn là chủ đạo nha anh em. Trong thời gian rảnh cho anh em soi ít đồ anh em ơi. Đường môn Khánh Đen, đường mới đường môn này đánh nhanh này, đường môn này đánh nhanh này. Thứ Lâm bóng rồi, thứ Lâm bóng bằng tóc khăn họ xe đồng bàn bình xác là không tính này. Trời, gặp ngày mi luôn, đậu xanh má, khó chơi rồi. Khó chơi rồi. Má, gặp chúng ngày mi luôn. Má gặp ngày 101 nè, má khó chịu gừa 101 tóc.
khép góc này không đánh bắt độc được. Đâu, xém tí nữa chết rồi. Sợ nghe mi này anh ngờ gặp luôn nè. Má áo thiệt. Má đánh nhắn tay không nói luôn. Ok, win. Trời ơi, win 50, 101, còn 15 bình máu. Đâu, hay quá làm ơi. Quá hay. Trời ơi, lần xét đồ này khỏe quá. Rồi, tiếp tục em ơi. Bé Trang 2000, đang nghe mi nữa. Hả, thông này nghe mi nhiều gơ. Xét đồng bàn bé sách lại nghe mây cuốn cuốn như nào. Mười bốn cuốn này. Đang nghe mây chùm má mây, nghe mây nữa, đậu toàn nghe mây không? Anh được nghe mây 101 kia thấy khỏe nè mày. Tầm này khỏe quá. Nghe mây này chúc mừng anh rồi. À đường môn. Môn này đánh tốt nè, môn này đánh vô tư. Bệnh cái bùa này. Bệnh cái bùa này. Chạy đâu? Rồi, vô bùa. Một đao. Chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu? Mất thời gian chút thôi, hai cục là chết rồi. Mất thời gian chút rồi. Chạy đâu? Chạy đâu? Không trúng, trúng hai cái là chết thôi. Rồi, tiếp tục trận sau nha em ơi. Quá khỏe luôn. Tầm này ai chịu nổi. Sẽ đồ con cuốn quá chắc là. Ok, tiếp tục trận. Ơ, hết rồi anh em ơi. Tháng 4 trận này, ạc này lên top 4 rồi nha anh em. Này chuẩn bị lên top 4 rồi nè. Đó, 29 thua 5. Đây là top 4 là 29 thua 19 rồi.
chung là đúng 7 giờ nó sẽ cập nhật lại thành sẽ lên top 4 như nào. Tí nữa khả đi 4 trận tiếp theo. Là ông Lương thắng 34. Đầu từ tí nữa đi 4 trận tiếp theo. Ok, vẫn leo top được, vẫn đứng top 4 rồi. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khả cũng như là anh cuốn này một like cho sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho Khả một đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người. Cảm ơn anh em đã theo dõi những cái video liên đấu Nam Đồng này. Hôm trước thì những cái ngày trước là liên đấu Nam Đồng thì khá là bình thường. Hôm nay thì đồ đặt lên quá khủng rồi anh em ơi. Nói chung là đánh khá là chắc. Đó anh em thấy chưa? Liệu kháng hiệu ứng này nó quá chắc. Hiện tại đã anh nghe 1101, nói chung là khá là ok rồi. Khả ngại lúc đầu, Khả đang ngại là Khả nghe 1101. Với lại ngại thiếu Lâm Lạc Bắc Lương nữa nè. Không biết ít hôm nữa gặp có gặp Lạc Bắc Lương nữa hay không thì chưa biết, chứ bữa giờ là thua 5 trận là thua hết 3 trận thiếu Lâm Lạc Bắc Lương. Đó, với lại 1 trận Nghe My và 1 trận Nam Độc.